Giáng sinh vào mỗi trong lòng của chúng con. Xin mở lòng của chúng con để cho chúng con có chỗ cho Chúa, để cho chúng con được tôn thờ Ngài một cách vui thỏa, mừng rỡ, một cách hạnh phúc, bởi vì chúng con được làm con cái của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con kính dâng buổi lễ thờ phượng ngày hôm nay lên cho Chúa, dâng mỗi tấm lòng của quý cụ ông bà anh chị em chúng con và những con cái của Chúa hiện diện buổi sáng mai hôm nay trong đền thánh của Chúa, là những thân tín hữu ở xa cùng chịu phần thờ phượng Chúa với chúng con trong chương trình trực tuyến. Nguyện Chúa chúc phước trên mỗi tấm lòng của chúng con, để sự thờ phượng của chúng con kính dâng lên cho Chúa là sự thờ phượng theo tâm thần và lẽ thật, sự thờ phải lẽ đẹp lòng Chúa, để được Chúa vui nhận và chúc phước cho chúng con. Chúng con ngợi khen Ngài. Đặc biệt một lần nữa chúng con cầu nguyện Chúa ban phước cho tất cả anh chị em chúng con ở trong ban phụng vụ, mỗi một người dự phần trong công tác thờ phượng ngày hôm nay, tất cả đều phục vụ Chúa với tấm lòng, với sự vui mừng, với sự phước hạnh vì được Chúa dùng trong công việc nhà của Ngài, để đưa hội chúng vào sự thờ phượng trật tự tốt lành, phước hạnh. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa cũng ban ơn cho đầy tớ Chúa trong sứ điệp mà ông rao ra, để rồi sứ điệp đó bởi quyền năng của Đức Thánh Linh cảm động lòng của chúng con, những người nghe, để chúng con nghe, chúng con hiểu được, chúng con có sức mạnh, có năng lực để áp dụng những điều mà chúng con nghe Chúa dạy dỗ qua lời hàng sống của Ngài, qua môi miệng của tôi tới Chúa, để thực hiện những điều đó trong cuộc sống hàng ngày của chúng con, để đời sống hàng ngày của chúng con là thật sự là muối của đất, là sự sáng của thế gian. Chúng con ngợi khen và cảm ơn Ngài. Chúng con một lần nữa trọn dân buổi thờ phượng ngày hôm nay, trọn dân mỗi tấm lòng của chúng con lên cho Chúa. Chúng con hiệp ý cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Lời mời thờ phượng cho một nhóm sáng hôm nay được chép trong sách Tiên tri Ê-sai đoạn 9 câu 5. Vì một con trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài, danh Ngài là Đấng Kỳ Diệu, Đấng Cố Vấn, Đức Chúa Trời quyền năng, Cha đời đời, Chúa bình an. Kính thưa quý vị, tin mừng Chúa Cứu Thế vào đời là một biến cố quan trọng đánh dấu một kỷ nguyên mới cho nhân loại. Từ đó, dòng lịch sử của loài người được chia ra làm hai, trước công nguyên và sau công nguyên. Hơn 2.000 năm trước, ngôi hai Thiên Chúa đã giáng sanh xuống thế gian để chuộc tội lỗi của loài người. Bỏ ngôi thiên đình, Ngài được sanh ra trong chuồng chiên mái ngọn. Sáng lóng lánh trong khung cảnh nghèo nàn tăm tối đó là ánh hào quang rực rỡ, là vẻ đẹp tráng lệ và nét uy nghi của một hình ảnh siêu phàm, hình ảnh cao quý của con trời. Cùng với thông điệp của tình yêu, sự giáng sinh của Chúa Giêsu là một món quà tuyệt vời, kỳ diệu mà Đức Chúa Trời ban tặng cho loài người, như lời Chúa được chép trong sách Ti-mô-thê nhất đoạn 1 câu 15. Đức Chúa Giêsu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn, đáng nhân lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Mừng Giáng sinh năm nay, xin mời chúng ta lắng lòng để suy nghĩ về sự nhập thế mầu nhiệm của Chúa Giêsu, cảm nhận được tình yêu cao sâu của Đức Chúa Trời, để từ đó chúng ta cùng quỳ xuống dâng lên đấng chí cao Chúa chúng ta lời hứa nguyện, sự tin nhận, lòng biết ơn đối với đấng cứu rỗi của đời mình, và quyết tâm trọn đời bước đi theo Giêsu. Trong niềm quyết tâm đó và với sự bình an với niềm vui, xin chúng ta cùng góp tiếng hát với ban ca ngợi trong những bài thánh nhạc thật đặc biệt về Giáng sinh. Xin mời các bạn.
tiếng lớn lên đàn lên cùng với thiên linh thiên sứ ở trên trời. 2000 năm trước, Chúa Giêsu đã giáng sinh. Ngài đem đến sự bình an, hy vọng và niềm vui. Người khen Ngài với hết tận tấm lòng với sự thành kính và tôn thờ Ngài. Thank you.
Cảm ơn Thánh Ca Người. Các Thánh Thần thờ phượng Chúa sáng hôm nay, tất cả đều sẽ tôn vinh Chúa tại thánh nhạc. Xin chúng ta hãy cùng các tiếng hát tay lên tay cùng Chúa ra lời mang tình yêu, hy vọng và bình an đến cho nhân loại. Xin mời tất cả đều. Thank you.
gì trong tất cả những quý vị rất là khéo léo chọn bài tập là thích hợp với thời tiết của buổi sáng hôm nay. Gió sáng nước qua trong không gian mà vẫn thánh tê vô cùng. Và con này làm cho tôi nhớ một cái bài hát ở ngoài đời của một nhạc sĩ rất nổi tiếng là bà Duy, trong bài Bên Nghi Bên Nhớ, trong đó có một câu rất là hay. Ông nói rằng bên trong kín gió ấm ơi và tình, và rất là thích hợp cho cái hoàn cảnh của chúng ta buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, lời Chúa được chép trong sách Roma đoạn 8 câu 32 kinh thánh: Ngài đã không biết chính con, nhưng vì tất cả chúng ta mà có con ấy cho, thì Ngài lại không mang mọi sự cùng với con ấy cho chúng ta sao? Tất cả những gì ơn tứ dồi dào của Chúa mà chúng ta nhận lãnh, tôi tin rằng mỗi người đều hay bày tỏ lòng biết ơn đối với Ngài trong nhiều hình thức khác nhau. Qua đó, dân hiến là một đặc ân mà mỗi con gái Chúa đều vui chọn làm cho lời Chúa dạy hãy đem tất cả phần 10 vào kho để góp phần vào việc phát triển vương quốc Ngài trên đất. Xin mời chị cùng hòa tiếng hát của ba ca ngợi hát cùng những con gái Chúa. Yeah.
ngôi ân phương của Chúa, chúng con cảm tạ ơn Ngài bằng tấm lòng đơn sơ như những người trang chiên nghèo nàn năm xưa. Chúng con dâng lời ngợi khen Chúa trong tất cả những ơn phước Ngài ban cho chúng con. Chúng con nhận lãnh trong suốt cuộc đời và tất cả những nhu cầu chúng con không thiếu điều chi. Chúng con nhớ lời Ngài dạy, hãy đem qua lời đầu mùa mà tôn vinh Chúa. Và buổi sáng hôm nay chúng con kinh doanh Chúa sự tiền như một lòng, như một biểu tỏ của lòng biết ơn của chúng con. Kính xin Chúa vui lòng nhận lấy phóng hoa số tiền và ban cho chúng con tất cả những ơn phước cho những người luôn luôn trung tín trong sự thờ phượng, luôn luôn trung tín trong tất cả những sự đóng góp cho vương quốc của Ngài trên đất. Chúng con dâng lời cảm tạ Chúa. Nguyện xin Ngài ở cùng chúng con trong cuộc sống, trong tất cả mọi sự, để chúng con mỗi bước đi trong những khoảnh khắc của đời sống, chúng con đều biết rằng đều có Chúa đồng hành. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa. Chúng con thành tâm hiệp ý cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin chúng ta cùng ngồi. Đi qua, đi cả. Hôm nay là chương trình rất là đặc biệt, và chúng ta sẽ tiếp tục được nghe những bài về thánh ca, đặc biệt về Giáng sinh. Nghìn năm vết tích chẳng phai mờ, hồi niệm về thành gia thánh xưa, mang cỏ chuồng chiên ngày giáng về, tin mừng cuốn sổ được truyền ra. Cáo có hang, chim trời có tổ, âm hài nhi không chỗ quay đầu. Qua tiếng hát của bà sinh của mình.
đêm thánh và một các phút Giáng sinh được sáng tác vào thế kỷ thứ 19. Trải qua hơn 200 năm, các phút này đã trở thành bài thánh nhạc kinh điển về Giáng sinh trong ý nghĩa của việc Chúa Giáng trần để cứu chuộc nhân loại. Trong giai điệu vừa dịu dàng, vừa sâu lắng, vừa lan cảnh với những âm giai cao vút, bài thánh nhạc là bức họa muôn màu sắc làm sống lại hình ảnh con trời giáng thế cách nay hơn 2000 năm. Bên cạnh sẽ được trình bày song ca qua hai tiếng hát của chị Phong Huệ và Vi Linh.
Thân ái kính chào tất cả quý cô, ông bà và các anh chị. Tình yêu thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Đặc biệt, tôi có lời chào mừng đến quý vị thân hữu, quý vị nhận lời mời của chúng tôi đến tham dự chương trình kỷ niệm mừng Chúa Giáng Sinh hôm nay. Chúng quý vị đang xem trực tiếp, tôi cũng có lời chào mừng gửi đến quý bà và các anh chị. Chúng ta đang ở trong mùa vọng, tiếng Anh gọi là Advent. Mùa vọng thì thường là bốn cái nến. Tục thứ nhất là cái nến tình yêu thương. Tục thứ nhì, cái nến vui mừng. Tục thứ ba, cái nến bình an. Và tục thứ tư là tuần này là cái nến hy vọng. Mùa vọng là thời gian để chúng ta chuẩn bị tâm hồn, tấm lòng của chúng ta, để chúng ta tập trung vào một câu chuyện lớn hơn so với câu chuyện của đời sống chính mình. Đó là câu chuyện về tình yêu của Chúa, của Đức Chúa Trời dành cho thế giới của chúng ta. Trong rất nhiều thế kỷ, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một cứu Chúa. Đó chính là niềm hy vọng duy nhất và lớn nhất cho nhân loại. Và vào lễ Giáng Sinh, chúng ta ăn mừng sự hoàn thành của những lời hứa Đức Chúa Trời Ngài đã hứa nhiều năm trước đây. Và vì thế, khi nói đến Giáng Sinh, chúng ta nói về sự mong đợi, về hy vọng. Theo quý vị nghĩ, nhân loại hy vọng điều gì? Câu kinh thánh tôi muốn quý vị suy gẫm buổi sáng nay ở trong sách Giăng đoạn 10 câu 10, quý vị có thể ghi trên trong tay, quý vị mở ra đọc với tôi một câu này. Ở phía trên có nhiều chúng ta đọc chưa? Giăng đoạn 10 câu 10 thì có bắt đầu: kẻ cầm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt, còn ta đã đến để chiêm được sự sống và sự sống sung mãn. Một lần nữa, kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt, còn ta đã đến để chiêm được sự sống và sự sống sung mãn. Chúa, Chúa Thánh Giêsu đến để chiêm được sự sống và sự sống sung mãn. Ngài Giáng Sinh, Ngài vào đời để đem cho chiên được sự sống và sự sống sung mãn. Sống mới có hy vọng. Kinh Thánh nói rằng có người chết không có hy vọng, ở địa ngục không có hy vọng, chỉ có sống mới có hy vọng. Chúa Giêsu đã hiện ban cho nhân loại sự sống, sự sống bình thường, nhưng Ngài còn ban cho sự sống sung mãn. Sự sống sung mãn là sự sống hiếu dật đầy tròn, sự sống đời đời. Có người đang sống, có người có sự sống. Tại sao Chúa đến để ban sự sống? Sự sống đó là loại sự sống gì? Là ở trong Thi Thiên Ê-sô đoạn 2 có chép: anh em đã chết vì những vi phạm và tội lỗi của mình, là những gì mà anh em đã từng đeo đuổi khi sống theo cách sống của thế gian, thuận theo kẻ cầm quyền chúng cầm trung, là thân thiện các hành động trong những con cái không có cuộc. Tất cả chúng ta đều ở trong số này, đã có lần sống theo những dục vọng của xác thịt, theo đuổi các đam mê của xác thịt và tâm trí. Như vậy, theo bản chất tự nhiên, chúng ta là con của sự thịnh nộ như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời đã được chào lòng thương xót vì yêu chúng ta bằng tình yêu cao cả, nên ngay khi chúng ta đã chết vì những vi phạm, thì Ngài khiến chúng ta cùng sống với Đấng Christ. Đây là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Trước mắt Đức Chúa Trời, con người đang chết, đang chết, chết về tâm linh vì con người đã phạm tội.
Con người đang sống vật lý nhưng tâm linh đang chết. Con người có xác và hồn, xác thì sống nhưng hồn đang chết. Chúa nói rằng con người sống phải chỉ nhờ bác nhiên mọi nhờ mọi lời nói ra từ Đức Chúa Trời. Con người sống có hai phần Chúa Trời tạo dựng chúng ta, nhờ linh hồn và thể xác, thì chúng ta sống phải chết. Nhưng chúng ta linh hồn chúng ta cũng cần phải sống, cũng cần phải được nuôi dưỡng nữa. Xác chết có đòi hỏi không? Thân thể sống thì luôn luôn đòi hỏi, nào là thèm ăn, thèm mặc, rồi trang hoàng, rồi mong ước gì này gì đó. Sống đi du lịch, sống ăn phở, muốn xem phim, thì chúng ta thấy sống mình đòi hỏi những điều đó. Tâm linh của quý vị đang sống hay là chết? Nếu tâm linh sống, tại sao không thèm? Tại sao không đòi hỏi như thể xác? Cuối cùng tâm linh mình đang chết, mình không biết thể xác mình sống, cho nên mình đòi hỏi. Để đáp ứng yêu cầu thể xác như tâm linh, chúng ta đang chết, cho nên không có chuyện gì thèm khác cả. Quý vị đang có mặt tại đây cho thấy rằng quý vị đang quan tâm đến tâm linh của mình, phải không? Đến nhu cầu tâm linh của mình, đến đây đi thờ Chúa. Đó là nhu cầu của tâm linh. Sự chết của tâm linh đến từ đâu? Nhưng về trái của cây biết điều thiện và điều ác thì con không được ăn. Vì ngày nào con ăn trái cây đó chắc chắn con sẽ chết. Đó là tôi nói cho tổ tiên của chúng ta đang ở đây bà. Chúa nói cây biết điều thiện và điều ác không được cái này. Tất cả các vườn sầu riêng gì đúng không ăn vậy? Vì cây đó được ăn, mà nếu ăn thì chắc chắn con sẽ chết. Rồi tiên đầu tiên ta nghe lời con rắn hay thì nghe lời Chúa Trời, và điều gì xảy ra khi ăn thì chết. Ủa có chết đâu, còn sống mà sống nhiều lắm đó. Nhưng chết ngăn cách thì đuổi ra khỏi vườn. Giờ đây con người không còn gần liên lạc với đấng tạo hóa nữa, có một khoảng cách như là mây giữa ngăn cách giữa trời. Con người chết trước mặt Chúa Trời. Công Roma cũng chết. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Chúa Trời là sự sống đời đời trong đấng Christ Jesus của chúng ta. Phần thưởng của tội lỗi đó là sự chết. Đi làm có tiền công phải không? Cuối tháng thì người kia chết có tiền công. Và tội lỗi, tiền công của tội lỗi đó là sự chết. Bản án đó là sự chết. Nhưng Chúa Trời có giải pháp sự ban cho, sự ban cho Chúa Trời đó là sự sống đời đời đâu trong đấng Christ Jesus. Cho nên đó là lý do mà Chúa Giêsu ngài đến trong thế gian. Và trong sách Roma 1:12, cho nên như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, và bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã lan tràn đến mọi người, vì mọi người đều đã phạm tội. Bởi một người đó là Adam và Eva, và tội lỗi vào trong thế gian, rồi tội lỗi đó có sự chết, và sự chết tràn lan tất cả mọi người, vì mọi người đều phạm tội. Cho nên chúng ta thấy có sự so sánh giữa kẻ trộm với Chúa Giêsu, giữa ác với thiện, giữa sự chết với sự sống và sự sống đầy trọn hay là sung mãn. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn Chúa Giêsu đến chiêm được sự sống và sự sống sung mãn. Câu này hàm ý cho thấy trước khi Giêsu đến thì chỉ có sự chết gây ra bởi kẻ trộm, và đó là ma quỷ. Vì điều này rất là hiển nhiên, nên là chúng ta đi thì chúng ta thấy kẻ thù là quyền lực của sự của ma quỷ hành động trên thế gian này, cướp giết và hủy diệt. Cướp gì? Kẻ trộm đến cướp cướp sức khỏe của ta, phải không? Cướp chất ngủ của ta, phải không? Cướp hạnh phúc gia đình của ta, phải không? Nó cướp tài sản, cướp cơ hội, đi chia rẽ, cướp những gì mình
lực ban cho con người, ma quỷ cướp rồi giết gì nữa. Ôi là pháp ai hiện gặp dịch lệ diệt chủng chết cấp khủng bố chiến tranh. Mà thì tất cả mọi nơi bất cứ nơi nào chúng ta đi nó xảy ra bao nhiêu năm nay, kẻ đầu đến cướp giết để rồi quy diệt linh hồn của chúng ta. Cho nên con người cần gì? Con người cần một cứu Chúa, cần sự sống, cần sự sống. Và đó là khi xuống đến để ban cho nhân loại sự sống và sự sống sinh mạng. Có nhiều loại sự sống ở trên thế giới này. Hình thức đơn giản nhất của sự sống là một đơn bào sống, single cell, như là vi khuẩn. Nhiều tế bào hợp thành cây cỏ và có hàng triệu loại cây cỏ sống trên đất này. Cao hơn sự sống của thực vật là sự sống của muôn thú. Có nhiều loại côn trùng, chim, cá, thú vật. Có nhiều màu sắc, hình dạng. Có sự di chuyển và các sống khác nhau. Nhưng sự sống cao nhất trong vũ trụ là sự sống của chính Đức Chúa Trời. Ngài là nguồn cội của tất cả mọi sự sống. Chính Ngài là sự sống. Kinh Thánh bày tỏ chúng ta biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời hàng sống. Và sự sống sung mãn chính là sự sống của Đức Chúa Trời. Chúa của Thầy Giê-xu biết nhu cầu của con người cần sự sống. Và tình yêu thương của Chúa Giê-xu đã đến đem sự sống đầy trọn cho những ai tin nhận Ngài. Chúa Giê-xu phán: Ta bảo thật các ngươi, ai nghe lời ta và tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời và không bị phán xét, nhưng vượt khỏi sự chết mà vào sự sống. Ai nghe lời ta và tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời và không bị phán xét. Đó là sự ban cho của Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời đã tạo hóa ban cho loài người không khí để sống, nhưng có người chết vì bộ máy hô hấp không tiếp thu được không khí. Và ngày nay chúng ta thấy rất là rõ ràng, còn biết phải không? Đức Chúa Trời ban cho không khí, mà nhưng bởi vì không thở được, không biết được, không khí và chết, và hàng triệu những người đang chết vì hô hấp. Và Chúa Giê-xu cũng ở trong sách Giăng 11 nghĩa nhất của sao bóng Đức Chúa Giê-xu nói với Ma-thi-ên: Ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi. Còn ai sống mà tin ta thì không bao giờ chết. Con tin điều đó không? Vì vậy thì điều đó không? Chúa Giê-xu nói: Ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin ta sẽ sống mặc dù đã chết rồi. Còn ai sống mà tin ta thì sẽ không bao giờ chết. Tôi nói đi, về chết tâm linh, nhưng được sự sống đời đời. Ai tiếp nhận Chúa là tiếp nhận nguồn sống bất diệt. Ai chưa tiếp nhận thì vẫn còn chết trong tội lỗi và sẽ chết vĩnh viễn. Cuộc sống hay đời sống rất là quý trọng. Chúng ta thấy khi mà cơn đại dịch xảy ra thì nhân loại tìm mọi cách để cứu mạng sống, nào là tiệt ngừa. Chúng ta thấy suốt 2 năm nay tất cả tập trung về sự sống. Và khi con người bị hôn mê, cũng nghe có người gần 30 năm mà bệnh viện vẫn duy trì hôn mê, không có nói chuyện, không mở mắt, không hoạt động, mà nằm đó vẫn còn sự sống, vẫn duy trì, bởi vì sự sống hết sức là quan trọng. Chúng ta cố gắng duy trì, cải thiện đời sống con người bằng mọi phương tiện. Quý vị có trân quý sự sống không? Ở trong đời sống nghiệp đi, chúng ta sẵn sàng hy sinh sức khỏe và tuổi trẻ để tìm kiếm cho bằng được tiền bạc có chất, nhưng
Một khi chúng ta đối diện với sự chết, đối diện với tử thần, thì con người mới thấy sự sống là quý và dành ưu tiên để bảo vệ sự sống. Sự sống trong đời này thật là quý, nhưng không thể so sánh được với sự sống đời đời viễn cửu sau này. Chúa Giêsu ngài đến để chịu chết nên tội cho nhân loại, để chúng ta được sống, để chúng ta được sự sống và sự sống đời đời. Cho nên Chúa có phán: trong gian đoạn 14 câu 19 về vì ta sống thì các con cũng sẽ sống. Chúa Giêsu sống lại thì có chết để làm bằng chứng cho chúng ta đấy, biết rằng ngài đã thắt tử thần, ngài sống, và chúng ta tin Chúa cũng sẽ được sống, sống mãi mãi với Chúa. Đó là hy vọng mà Chúa Giêsu đem đến cho nhân loại, vì đó là nhu cầu khẩn thiết cấp bách cho con người, cho quý vị và tôi. Chúng ta cần sự sống và sự sống sung mãn. Chúa Giêsu ngài là sự sống. Chúa phán: ta là đường đi, là chân lý, là sự sống, ngoài ta không ai có thể đến với thầy. Ngài đến để ban cho chúng ta sự sống. Làm thế nào để chúng ta nhận sự sống của Chúa Trời, sự sống sung mãn, sự sống vĩnh cửu? Đây là Kinh Thánh thì giúp chúng ta biết và làm gì. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian là nhân loại, là con người, là quý vị và tôi. Nếu để tên quý vị vào, quý vị sẽ thấy từ từ để tên tôi, quý vị thấy rõ ràng. Vì Đức Chúa Trời yêu thương mình đến nỗi đã ban con một của ngài, đó là Chúa Giêsu, hầu cho ai, hầu cho mình tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Hư mất hay là bị quý vị mà được sự sống đời đời, đây là lời hứa của Chúa. Quý vị đúng là bản chất là hầu cho lễ ăn tin món quà Đức Chúa Trời muốn ban cho nhân loại, đó là Chúa của thế Giêsu đến thế gian. Vì Chúa yêu thương quý vị mà thôi, và Chúa muốn không ai hư mất vì quý vị nhưng được sự sống đời đời. Vì chúng ta chắc rằng nếu chúng ta có cả thế gian nhưng mất linh hồn thì có ý nghĩa gì? Nếu chúng ta là tỷ phú, nếu chúng ta là CEO, nếu chúng ta là vua, là chúa mà nhưng linh hồn chúng ta mất, không có ý nghĩa gì cả. Vì linh hồn vĩnh cửu còn lại đời đời. Chúa yêu thương quý vị, Chúa đến để tìm cứu quý vị và tôi. Và điều này nếu chúng ta không tạo lòng tin với Chúa Giêsu, không tiếp nhận món quà, thì chúng ta không nhận được sự sống đời đời. Cho nên buổi sáng nay, nếu quý vị là thân đủ chưa một lần nào đã quyết định tiếp nhận Chúa làm Chúa cuộc đời của mình, nếu quý vị mới quyết định sáng nay, đây là cơ hội rất quý báu. Quý vị cần phải làm gì? Hầu hai tên, tên là nói với Chúa rằng: thưa Chúa, con muốn tin nhận ngài, con là một tội nhân có thể cứu được mình, xin Chúa tha tội con, tiếp nhận con làm con cái của ngài. Tôi đã một lần làm điều này, và những con cái Chúa đã một lần làm điều này, và Chúa đã nhận tôi được làm con của Chúa, gọi Chúa là cha. Nếu quý vị chưa được đặt tâm đó, đây là cơ hội. Quý vị chỉ nói với Chúa một lần, ở đây có sự hiện diện của Chúa. Quyết định là của quý vị, không có quyết định cho chúng ta cả. Bởi quyết định đó là sự chọn lựa đó, mà chúng ta có cái từ sự chết đời đời sang sự sống đời đời. Chúng ta con cái của thế gian, con cái của ma quỷ, được làm con cái của Chúa Trời. Thật là một phước hạnh vô cùng, được làm con của Chúa. Cho nên khi mà quý vị đứng lên thì chúng ta kết thúc. Đó. Tôi có một lời mời gọi. Quý bà các chị là thân hữu có mặt tại đây buổi sáng hôm nay,
quý vị đã nghe những bài thánh ca, nghe và biết được vì sao quý giá trời là Chúa đến để ban cho chúng ta sự sống và sự sống sung mãn. Kẻ trộm cướp giết và hủy diệt đang cướp lấy cuộc đời chúng ta, đang giết cuộc đời chúng ta và hủy diệt linh hồn chúng ta. Nhưng nếu chúng ta quyết định chọn lựa để tiếp nhận Chúa thì Ngài ban cho chúng ta sự sống và sự sống sung mãn, hay là sự sống đời đời. Quý vị là những thân hữu, quý vị có muốn quyết định tiếp nhận Chúa? Nếu quý vị có quyết định, quý vị chia tay lên tại chỗ, tôi sẽ hướng dẫn quý vị một câu nguyện. Dạ, cảm ơn. Có ai nữa không? Đừng ngần ngại, đừng có trở quý vị tiếp nhận Chúa chứ không tiếp nhận sư bình hay là giáo hội Tin Lành. Chúng tôi không thể nào cứu được ai, chỉ có Chúa Chúa Giêsu cứu quý vị. Nếu quý vị sẵn sàng giơ tay lên, tôi sẽ hướng dẫn quý vị một lời cầu nguyện. Buổi sáng hôm nay, ôi không có phúc hạnh gì cho bạn. Nếu giơ tay lên đừng ngần ngại, tôi sẽ hướng dẫn quý vị một lời cầu nguyện và được. Cảm ơn. Có ai nữa không? Trước khi tôi kết thúc chương trình, chắc kết thúc. Cảm ơn. Từ mời anh đến đâu? Lần đầu tiên anh đến mà anh đã mở lòng ra rất là phương hành. Và anh đến đây tôi hướng dẫn anh một lời cầu nguyện. Anh giúp và nhận lời của nhà. Còn ai nữa không? Đừng ngần ngại. Tôi đã một lần làm như vậy, chứ không? Năm 22 tuổi tôi nghe chúng ta. Và tôi cũng mở lòng ra và ngày nay tôi đứng đây cũng là con của Chúa. Và khi bà có Chúa là để được bao nhiêu phước hạnh, chỉ muốn nói điều này cho đồng bào của mình, để được bạn con của Chúa trời thôi. Vì đây là cũng là một người cùng tâm trạng, là người gần với Chúa, sống với sự đạo với người, và không có phước hạnh gì cho bạn và con của Chúa. Quý vị tiếp tục đứng nhé, để tôi hướng dẫn hai anh em chúng ta, anh Dũng và anh Đăng, để rồi bước vào đại gia đình của Đức Chúa Trời, là anh chị em cùng một gia đình trời để chúng ta thờ phượng Chúa. Bây giờ tôi hướng dẫn hai anh một lần cầu nguyện. Anh nói cho tôi nghe, bởi vì tôi bước đầu anh chưa biết nói gì, chú đang lắng nghe, chú đang chờ đợi một lời cầu nguyện, một lời quyết định. Rồi sau đó các anh nói là amen, cũng có nghĩa là tôi đồng ý. Rồi nên nhé, bây giờ quý vị cúi đầu xuống đi với tôi, chúng ta hướng dẫn anh Đăng và anh Dũng cầu nguyện trên Chúa. Chúng ta bắt đầu kính lại Đức Chúa Trời và nói kính lại Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, dựng nên muôn loài vạn vật, trong đó có con. Con cảm ơn Chúa ban cho con một cuộc đời rất quý báu. Cảm ơn Chúa cho con hôm nay có cơ hội đến đây để nghe phúc âm, biết rõ chương trình của Ngài cho nhân loại, cho cuộc đời của con. Con nhận biết rằng con là người có tội, con không thể cứu mình. Con cảm ơn Chúa sai con một của Ngài đến thế gian để chịu chết đền tội cho con. Giờ đây con ăn năn tất cả tội lỗi của con đã vi phạm trước nay, cầu xin Chúa tha tội con, tiếp nhận con là con của Ngài. Con kính mời Ngài bước vào cuộc đời còn lại của con, giúp con kể từ nay tôn thờ Chúa. Cảm ơn Ngài đã nghe lời cầu nguyện của con. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen. 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 Chúng con nghe chúng ta lại đây chúng ta một chút ban phước để làm chủ đàn đáp. Chúng ta nhớ bắt tay để cầu nguyện anh em hai anh em chúng ta nhà trước. Quý vị đi với tôi và phải cùng nghiên cứu chúng ta kết thúc. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn của Ngài.
xin tha tội cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội đến cùng chúng con. Xin cho đến chúng con bị cám dỗ, cho mũi chúng con còn bị ác, vì nước quyền vinh hiển đều về Cha đời đời vô cùng. Amen. Tôn vinh chân thần hồn tâm vô luôn dưới đất chúng sinh cùng mỹ khắp nơi trời cao cũng chung khen ngợi là ngôi Chúa Cha cùng con với linh hồn trời. Amen. Mình xin ban của Chúa Trời, tình yêu cao cả, rộng lớn của Chúa Cha, ân điển cứu rỗi của Chúa Con, sự thâm long và quyền năng của Chúa Thánh Linh hạ cùng hết thảy của Chúa Con từ nay đến ngày Chúa Giêsu Christ hòa lòng trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Mình xin chúc ban phước cho tất cả quý cụ bà các chị tất lễ.